thì hôm nay mình sẽ vào bài phân tích đơn thuốc khi nào thì sử dụng PPI hợp lý hiện nay thì có tình trạng thế này này là có quá nhiều bác sĩ đang lạm dụng PPI một cách không cần thiết và dùng liều quá cao thực ra PPI chỉ cần dùng một lần một ngày là quá đủ người ta cứ sử dụng liều gấp đôi so với khuyến cáo không à nhưng lại có một số bác sĩ là họ không chịu sử dụng PPI trong những trường hợp cần thiết ví dụ bữa trước có một đơn bệnh nhân nội trú như sau là bệnh nhân sử dụng meloxicam phối hợp với corticoid phối hợp với paracetamol và mình thấy mình vô tình đọc qua bệnh án thì mình mới đề xuất với bác á, là bác đó bác sĩ chuyên khoa 1 nha mình đề xuất với bác là nên bổ sung một thuốc bảo vệ dạ dày tạ tràng cho bệnh nhân nhưng bác không chịu nghe bác bảo là để chừng nào bệnh nhân bị loét đã thì mình mới nên cho PPI như vậy có phù hợp không các bạn hoàn toàn là không phù hợp chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh rồi đây là một số lưu ý khi sử dụng PPI là chỉ cần sử dụng một lần trong một ngày là đủ trong hầu hết trường hợp ví dụ như gạt chẳng hạn hoặc chống lết dạ dày tá tràng thì một lần một ngày thôi uống vào buổi sáng lúc bụng đói trước ăn sáng 30 phút ngoại trừ trong điều hợp, trường hợp là điều trị viêm lết dạ dày tá tràng có nhiễm HP thì chịu sử dụng hai lần một ngày tại vì các thuốc PPI có một đặc tính rất hay đó là nó sẽ ức chế HP tiết ra urease khiến cho tăng tác dụng loại trừ HP ra khỏi cơ thể. Ngoài ra sử dụng hai lần một ngày còn dùng trong một trường hợp nữa là ugastrin. Cái tình trạng này thì ít gặp lắm. Thứ ba là không cần thiết phải sử dụng PPI để phòng ngừa loét trong trường hợp không có nguy cơ. Tí nữa mình sẽ có một đơn để minh họa cho cái này cho các bạn. Thứ tư là không cần phối hợp PPI với các tốc kháng tia axit khác vì làm giảm tác dụng của PPI. Ví dụ như không phối hợp PPI với antacid hoặc PPI với ranitidine. Tại vì phối hợp như thế này á sẽ làm giảm tác dụng của PPI vì PPI cần phải có môi trường axit nó mới có thể có tác dụng được, mới có thể được hoạt hóa và có tác dụng. Thứ năm là tất cả PPI đều có tác dụng tương tự nhau ở liều khuyến cáo. Ví dụ như omeprazone, ome vẫn có tác dụng bằng với esome nhé ai ai mà nói là esome có tác dụng lớn hơn ome á, là sai hai cái này tác dụng gần giống nhau luôn. thôi đây là mình sẽ đưa cho các bạn các ví dụ về các đơn thuốc ví dụ đơn thuốc số 1 là bệnh nhân nam 25 tuổi chẩn đoán nhọt tại thêm miệng không có tiền sử loét dạ dày tá tràng và đơn thuốc này được kê bởi một bác sĩ chuyên khoa 2 như là à, phối, hợp với amoxicillin acid clavulanic 1g, 1g 1 viên buổi sáng 1g buổi chiều cái này thì mình không có ý kiến gì hết nhưng mà kê omeprazole 20mg 2 lần một ngày nhân trong 6 ngày là quá thừa bệnh nhân không hề có tiền sử lét dạ dày tá ra không có yếu tố nguy cơ và thuốc này cũng không phải gây lét dạ dày luôn nhiều bác sĩ có một quan niệm là thuốc hệ uống thuốc là nó thuốc nào cũng gây loét dạ người ta tràn hết thực ra không phải có những thuốc gây loét nhưng khó những thuốc không hề ảnh hưởng vì vậy trong trường hợp này sử dụng cái này là vô ích đơn thuốc số 2 đơn này được kê bởi một bác sĩ chuyên khoa 2 và đã từng dạy mình luôn chuyên khoa 2 bên nội thì đơn thuốc như sau Esomeprazo 40mg 2 lần 1 ngày x 7 ngày Ranitidine 150mg 2 lần 1 ngày x 7 ngày Paracetamol 500mg 3 lần 1 ngày x 7 ngày Tịnh đoán là lét dạ dày tăng đạt không có nhiễm HP Như vậy thì chỉ cần sử dụng PPI 1 lần 1 ngày là quá đủ Và phối hợp như thế này thì Ranitidine lại làm giảm tác dụng của PPI Đúng chưa? Như vậy thì chỉ tăng tiền thuốc thôi chứ không có tăng tác dụng thuốc của nhau. Cho nên trường hợp này mình chỉ cần sử dụng PPI một lần một ngày qua đủ và không nên sử dụng ranitidine nữa. Trước khi đến đơn số 3, mình sẽ đưa cho các bạn về một số các yếu tố nguy cơ loét dạ dày tá tràng như là tuổi cao trên 65 tuổi, sử dụng dài ngày corticoid ít hoặc non cái này là từ 4 đến 5 ngày trở lên là mình nên xài nhé. Nếu xài từ dưới, dưới 3 ngày thì không không cần xài. Sử dụng thuốc ngăn cản quá trình đông máu như clopidogrel. Clopidogrel sẽ làm tăng uh, tỷ lệ lết dày dạ 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 tái trang lên khoảng 1,7 lần, aspirin tầm 2 lần. Nguyên nhân là tại vì trong cơ thể lúc nào cũng có những vết lết tổn thương hết đó. Nhưng nếu nó có lết trong dạ dày, tổn thương trong dạ dày thì ngay lập tức quá trình đông máu sẽ làm hồi uh, bao bọc vết thương lại và không cho vết thương uh, lan rộng ra ảnh hưởng nhiều nhưng có epidural nó lại ngăn cản quá trình này và nó cứ chảy máu vậy vết thương không được lành và làm tăng quá trình lấy nhảy ra tràng là vì thế Tên sử mắc bệnh tim mạch bệnh gan bệnh thận bệnh tính hút thuốc nghiện rượu rồi ok đây là một số bảng các yếu tố lết dạ dày trong ICU nha ICU mình quên để chữ ICU đi thì các bạn có thể tham khảo đây mình sẽ để cái slide ở bên dưới stress let your stress có nghĩa là sao stress này không có nghĩa dĩ nhiên là stress mà tinh thần á, thì nó cũng làm tăng tiết corticoid và làm tăng tiết axit dạ dày rồi nhưng let ở đây stress này á, được định nghĩa là một chấn thương nặng của cơ thể giống như nhiễm khuẩn nặng hoặc bỏng nặng mà được cấp cứu trong ICU đó. Mình đến với đơn thuốc số 3. Thì bệnh nhân nam 67 tuổi chẩn đoán là đau đầu không rõ nguyên nhân. Bệnh nhân bị đau đầu kinh niên rồi. Không có tiền sử lách dạ dày tá tràng. Và đơn thuốc là Diclofenac 75 mg nhân 2 lần một ngày, Paracetamol 500 mg nhân 2 lần một ngày. Hậu quả là sau 6 ngày bệnh nhân bị tiêu chảy phân đen nhưng vì dùng hai thuốc giảm đau nên không có cảm giác đau vì thế bệnh nhân không nghĩ là mình bị loét không biết do không có kiến thức về y học á cho nên không biết là mình đang gặp nguy hiểm và cứ sử dụng thuốc cho đến khi phải nhập viện do sốc do mất thể tích máu thì có một điều như thế này diclofenac trong sách của các bạn đang học á nó được xếp vào là chất ức chế chọn lọc cos 2 làm cho nhiều bạn lầm tưởng là sử dụng cái thuốc này á, không cần phải sử dụng PPI dù là dùng dài ngày rất là nhiều bạn thậm chí cả thầy cô cũng lầm tưởng điều này thực tế là diclofenac rất hay gây chảy máu dạ dày luôn và nó chỉ ức chế chọn lọc cos 2 ở liều thấp thôi còn liều 150 ml một ngày thì nó hoàn toàn không có chọn lọc cho nên hậu quả là bệnh nhân bị loét dạ dày tá tràng và nhập viện cho sốc bất thể tích máu vì không biết là mình bị loét nên cái điều chỉnh trong này là phải bổ sung một thuốc PPI nha yeah. cái người kê đơn thuốc này là một bác sĩ mới ra trường cho nên mình không thể trách được đây bản án nội trú 4 đơn thuốc này được kê bởi một bác sĩ chuyên khoa 1 yeah. đây là bệnh nhân nam 49 tuổi nông dân Nhập viện thấy đau đầu, đo huyết áp tại nhà thấy huyết áp 190 trên 110, đo huyết áp tại bệnh viện là 202 trên hai Tiền sử tăng huyết áp của ông nhỉ đang sử dụng amdovipin để điều trị tăng huyết áp. Lối sống là có hút thuốc, thỉnh thoảng có uống rượu. Tại vì bác này là một người dân miền Tây, cho nên mấy cái này là thường sẽ có. Đây là y lệnh, mình chỉ tóm tắt thôi. Tại vì nếu mà viết vào hết thì nó dài dữ lắm. Các bạn sẽ thì đọc lan man và khó nắm bắt được vào ngày 20 tháng 5 năm 2019 cách đây 5 tháng vào 18 giờ thì nhập viện đo thấy huyết áp 2212 y lệnh là nifedipine 20mg uống nửa tiếng sau thì huyết áp không thay đổi nên furotiramid tiêm tĩnh mạch chậm 20mg và một tiếng sau thì bác sĩ cho thêm một y lệnh nữa là Captopril 25mg một viên ngậm dưới lưỡi Lúc này thì bác sĩ không có đo huyết áp nha Kết quả là vào ngày 21 Tức là hôm sau vào lúc 8 giờ đo huyết áp là 120 trên 80 Y lệnh là cho đo CKMB tropinin 1 Kiểm tra creatinine huyết ure huyết và ra được kết quả như sau là creatinine tăng, cholesterol triglyceride tăng. CKMB bình thường Nhưng tropinin tăng AST tăng Chẩn đoán nhồi máu cơ tim không có ST chân lệch Bệnh thần mạng giai đoạn 3 tăng huyết áp Thì cái trường hợp này theo các bạn nhồi máu cơ tim Có thể là do nguyên nhân gì? Do điều trị Các bạn thấy nha Là ở đây trong trường hợp này thì huyết áp được hạ quá nhanh dẫn đến một tình trạng là có thể gây nhồi máu cơ tim thậm chí là đột quỵ do hạ huyết áp quá nhanh. Trong khi đó nếu trong cơn tăng huyết áp cấp không có biến chứng thì các bạn phải hạ huyết áp từ từ trong vòng 24 giờ và giữ huyết áp tâm thu là từ 100 đến 110 nhưng ở đây bạn bác, bác sĩ lại cho quá nhiều thuốc là cũng có nifedipine, bệnh nhân có ở nhà có uống alolupin, vào bệnh viện con nifedipine cộng với furosemide cộng với captopril khiến cho huyết áp hạ quá thấp và từ đó dẫn đến cơn cơn nhồi máu cơ tim ST không chênh lệch. Đến đây đơn thuốc như sau: Esforget, bisoprolol, esonoparin aspirin, clopidogrel, rosuvastatin và kalicurit. Esforget là sự phối hợp giữa amlodipine và vasectin á. Thì các bạn thấy ở trong này sẽ có những thuốc như esunoparin, aspirin và clopidogrel là ba thuốc chống đông. Vì thế nó sẽ gây lết dạ dày tràng, có liên quan đến lết dạ dày tràng. Và bệnh nhân hiện đang bị tăng huyết áp nữa. Cho nên cần phải thêm một thuốc có tác dụng phòng ngừa lết dày tràng như PPI. Cộng cho B, B, này. Nào, xin kết thúc tại đây